Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, 2 tháng 4 năm 2015. Chương trình phát hình có bản tin qua trình đốm gồm có phần tin đáng chú ý, câu chuyện tháng 4 với Trần Quang Duật và sau cùng là phần phóng sự về buổi triển lãm, tác phẩm và cuộc đời của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Đàm phán về thỏa hiệp hạt nhân Iran kéo dài sang ngày thứ Năm. Công ty McDonald's sẽ tăng lương giờ cho 90.000 công nhân. Ông Obama ký lệnh thiết lập chương trình chế tài mới về mạng thông tin. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin chi tiết. Trung Cộng phẫn nộ sau khi chiến đấu cơ Mỹ đáp xuống Đài Loan. Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Trung Cộng bày tỏ sự phẫn nộ sau khi hai chiếc chiến đấu cơ của Hoa Kỳ đáp xuống Đài Loan. Thông tấn xã Trung ương Đài Loan cho biết, hai chiếc F-18 đã đáp xuống một căn cứ không quân tại phía nam đảo quốc này hôm thứ Tư sau khi bị trục trặc máy móc. Thông tấn xã này nói rằng không rõ là phi cơ từ đâu tới và sẽ đi đâu. Phát ngôn viên Hua Chunying của Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố rằng Trung Cộng đòi hỏi Hoa Kỳ triệt để tuân hành chính sách một nước Trung Hoa cùng đảm trách cẩn thận và thích hợp vụ này. Hoa Kỳ có bổn phận giúp Đài Loan tự vệ theo luật quan hệ với Đài Loan năm 1979, khi Hoa Tình Đốn cắt đứt quan hệ chính thức với đảo quốc này để công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh. Việc bán vũ khí Mỹ trong những năm gần đây cho Đài Loan hay bất cứ cuộc tiếp xúc chính thức nào giữa hai quân đội cũng khiến Trung Cộng lên án mạnh mẽ, nhưng không gây tổn hại kéo dài cho mối quan hệ của Bắc Kinh với Hoa Tình Đốn hay Đài Bắc. Trung Cộng xem Đài Loan như là một tỉnh phản loạn và không loại bỏ việc dùng vũ lực để đặt Đài Loan dưới quyền kiểm soát. Mặt khác, Trung Cộng vừa công bố những tấm ảnh của một chiếc oanh tạc cơ kiểu mới không người lái, cùng loan báo rằng họ đã thực hiện cuộc tập trận đầu tiên trên không phận của Tây Thái Bình Dương, tức là Bashi Canal, nằm giữa đảo của Đài Loan và đảo Phi Luật Tân. Hoa Kỳ hy vọng Hải quân Nhật sẽ tích cực hơn tại Thái Bình Dương. Mặc dù Nhật vẫn còn chia rẽ về những đề nghị thay đổi vai trò của họ trong vấn đề an ninh trong vùng, các viên chức cao cấp Mỹ và Nhật đều nói rằng họ hy vọng Hải quân Nhật có thể sớm được tự do giữ vai trò tích cực hơn tại Thái Bình Dương và xa hơn nữa, di chuyển thường tại vùng biển tranh chấp nóng bỏng nhất thế giới này. Phó Đô đốc Robert Thomas, tư lệnh đệ thất hạm đội Hoa Kỳ nói rằng ông hy vọng những thay đổi được đưa tới Quốc hội Nhật chấp thuận sẽ làm dễ dàng hơn cho Hải quân Mỹ và Nhật hợp tác tốt đẹp tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương cùng trong những cuộc tập trận đa phương khắp vùng. Nhật sẽ thành lập một đơn vị đổ bộ tương tự như thủy quân lục chiến Mỹ để nhanh chóng phản ứng đối với bất cứ sự xâm lăng nào vào các đảo tranh chấp với Trung Cộng và còn hoạch định việc nâng cấp phòng không bằng chiến đấu cơ tàng hình F-35 và phi cơ không người lái Global Hawk. Một trong những mục tiêu chiến lược chính yếu cho Nhật và Mỹ là cho phép Nhật tham gia trong điều được gọi là tự vệ tập thể, có nghĩa là họ có thể đến với sự trợ giúp của một đồng minh dưới sự tấn công, ngay cả khi không trực tiếp nhắm vào Nhật hay quân đội của chính họ. Đàm phán về thỏa hiệp hạt nhân Iran kéo dài sang ngày thứ Năm. Những nhà điều đình trong cuộc đàm phán hạt nhân Iran đã phấn đấu để sang bằng dị việc vào một ngày sau khi họ không đạt được thời hạn chót nhằm đưa ra một chương trình làm việc, phát họa những yếu tố cho một thỏa ước sau cùng. Vào cuối ngày thứ Tư, phát ngôn viên Mary Harf của Ngoại trưởng John Kerry nói rằng Iran và 6 cường quốc vẫn chưa đạt được sự thỏa thuận. Ông Kerry dự trù lưu lại ít nhất cho tới sáng thứ Năm trong nỗ lực cứu vãn cuộc điều đình. Trong khi toán của ông Kerry cho biết tiến bộ đã đạt được, Tòa Bạch Ốc tỏ ra cứng rắn hơn với Iran khi cho rằng Tổng thống Barack Obama chuẩn bị bỏ ngang nếu cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc. Tham vụ báo chí George Ernest của Tòa Bạch Ốc đã phát họa những thay thế về ngoại giao trong trường hợp không có thỏa hiệp, kể cả việc chế tài kinh tế gắt gao hơn, hành động quân sự và gia hạn thỏa thuận tạm thời với Iran cho tới ngày mãn hạn 30 tháng 6. Đây là lần thứ ba trong không đầy một năm, thời hạn chót hôm thứ Ba đã không đạt được. Cuộc điều đình bị bế tắc trong những ngày qua trên hai điểm chính. Thứ nhất, Iran khăng khăng đòi tất cả chế tài phải được bãi bỏ trước. Hoa Kỳ và các nước bạn Tây Phương muốn một số biện pháp, đặc biệt là chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cấm bán cho Iran một số vật liệu có thể được dùng trong chương trình hạt nhân, phải được duy trì trong một số năm. Chế tài Liên Hợp Quốc còn bao gồm cấm vận vũ khí đối với Iran. Thứ hai, 6 cường quốc còn muốn Iran phải chấp nhận việc hạn chế công tác nghiên cứu hạt nhân là một đòi hỏi mà Iran bác bỏ. Công ty McDonald's sẽ tăng lương giờ cho 90.000 công nhân. Công ty McDonald's dự định tăng lương hơn 10% và cho cộng thêm quyền lợi như nghỉ phép có lương cho công nhân tại các nhà hàng ở Hoa Kỳ mà công ty điều hành, trong nỗ lực phục hồi công ty thức ăn nhanh đang phấn đấu để đưa ra bằng chứng mới mẻ về áp lực tăng lương trên thị trường lao động Mỹ. Bắt đầu ngày 1 tháng 7, McDonald's sẽ trả lương ít nhất 1 Mỹ Kim một giờ hơn mức lương tối thiểu hợp pháp địa phương cho công nhân tại khoảng 1.500 nhà hàng mà họ làm chủ ở Hoa Kỳ.
Mức tăng lương mà McDonald's sẽ áp dụng cho khoảng 90.000 công nhân ở mọi cấp sẽ nâng lương giờ trung bình tới 9,90 Mỹ Kim vào ngày 1 tháng 7 và hơn 10 Mỹ Kim vào cuối năm 2016, từ mức hiện tại là 9,01 Mỹ Kim. McDonald's còn làm cho công nhân sau một năm làm việc có thể tích lũy tới 5 ngày nghỉ thường niên có lương. Những thay đổi đó diễn ra giữa lúc có sự chỉ trích gia tăng từ các tổ chức lao động về lương bổng và điều kiện tại McDonald's và những hệ thống thức ăn nhanh khác. Xúc tiến này không áp dụng cho công nhân của các chi nhánh đang điều hành 90% của 14.350 tiệm McDonald's trên khắp nước Mỹ. McDonald's cho biết các chi nhánh được tự do ấn định chính sách lương bổng riêng của họ. Xúc tiến này theo sau những nỗ lực tương tự của những sự làm lớn ở Hoa Kỳ, kể cả công ty Walmart, vốn tăng lương giờ cho 500.000 công nhân tới ít nhất 10 Mỹ Kim vào năm tới. Hai ông Netanyahu và Boehner chào mừng mối quan hệ chặt chẽ Mỹ-Do Thái. Hôm thứ Tư, Chủ tịch Hạ viện John Boehner và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu chào mừng mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia, giữa lúc có mối căng thẳng giữa ông Netanyahu và chính phủ Obama. Nhưng trước cuộc gặp gỡ tại Jerusalem, cả hai ông đã tránh nói trực tiếp về cuộc điều đình giữa các cường quốc và Iran về chương trình hạt nhân bị thử thách của Tehran. Đến Jerusalem với tư cách trưởng phái đoàn lập pháp viếng thăm các đồng minh Hoa Kỳ ở Trung Đông, ông Boehner tuyên bố rằng, cho dù họ ở nơi đâu, thông điệp cũng vẫn là mọi người không thể tiếp tục làm ngơ trước những đe dọa đang đối diện. Nói về mối quan hệ với Do Thái, ông Boehner cho rằng mối liên kết giữa Hoa Kỳ và Do Thái mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông Netanyahu, người yêu cầu các cường quốc hồi sớm thứ Tư hãy cứng rắn về lập trường của họ trong cuộc đàm phán hạt nhân, đã chú trọng riêng tới mối quan hệ với Hoa Tình Đốn. Các thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu FIFA ngăn chặn Nga tổ chức Cúp Thế giới năm 2018. Hơn một tá thượng nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu FIFA ngăn chặn không cho Nga đứng ra tổ chức giải túc cầu thế giới năm 2018, viện dẫn sự xâm lăng của nước này tại miền đông Ukraine. Các thượng nghị sĩ Robert Menendez và Ron Johnson được sự tham gia của 11 thượng nghị sĩ trong việc ký thư gửi cho ông Joseph Blatter, người cầm đầu Liên đoàn Hiệp hội Túc cầu Thế giới hay FIFA, để tìm một nước tổ chức mới. Đã vài năm qua, kể từ khi Nga được chọn là nước tổ chức diễn biến năm 2018, Nga đã loại Anh, cuộc đấu thầu chung của Bỉ và Hà Lan và cuộc đấu thầu chung của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thế nhưng viện dẫn cuộc xâm lăng của Nga hồi năm ngoái tại miền đông Ukraine, kể cả binh lính Nga không được ghi nhận và quân ly khai do Nga yểm trợ, các thượng nghị sĩ Mỹ nói rằng không thể chấp nhận được việc FIFA không cho phép bỏ phiếu về việc xúc tiến cạnh tranh năm 2018. Họ ghi nhận rằng gần phân nửa số nước tham dự giải túc cầu thế giới 2014 đã tham gia cuộc chế tài quốc tế đối với Nga. Ông Obama ký lệnh thiết lập chương trình chế tài mới về mạng thông tin. Hôm thứ Tư, Tổng thống Barack Obama thiết lập một chương trình chế tài chưa từng có để trừng phạt những tin tặc nước ngoài can dự vào việc dò thám trên mạng và các công ty hưởng lợi từ kết quả của việc dò thám đó, có thể bao gồm các công ty do nhà nước làm chủ tại Nga và Trung Cộng. Sắc lệnh này là toan tính mới nhất của chính phủ để đưa ra các chọn lựa nhằm đối phó với mối đe dọa trên mạng gia tăng từ cả hai nước đó và các nhóm tội phạm. Nó cho Hoa Kỳ thẩm quyền chế tài các cá nhân và công ty mặc dù không có sự trừng phạt cụ thể nào được loan báo. Ông Obama nói các chế tài sẽ áp dụng cho những kẻ can dự vào hoạt động tai hại trên mạng nhằm phương hại hạ tầng cơ sở quan trọng, gây hư hại hệ thống điện toán và đánh cắp bí mật kinh doanh hay tin tức nhạy cảm. Loan báo này theo sau việc chính phủ Obama cáo buộc Bắc Hàn đứng đằng sau vụ tấn công trên mạng hồi năm ngoái vào công ty phim ảnh Sony. Các công ty Mỹ lớn kể cả Target và Home Depot cũng đã bị nhắm mục tiêu khiến cho những chi tiết của khách hàng bị nguy cơ. Chính phủ Mỹ nói rằng tin tặc có căn cứ ở Nga và Trung Cộng đã can dự vào việc đánh cắp lan rộng bí mật kinh doanh của các công ty mà một số do nhà nước bảo trợ. Hoa Kỳ đã chế tài một số cá nhân ở Bắc Hàn để trả đũa vụ tấn công công ty Sony, nhưng họ không bị nhắm mục tiêu đặc biệt vì vai trò của họ trong vụ đó. Thượng nghị sĩ Robert Menendez bị buộc tội. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Robert Menendez bị buộc tội tham nhũng công bởi bồi thẩm đoàn liên bang ở Newark, New Jersey. Sau cuộc điều tra hơn 2 năm, ông Menendez đối đầu với các tội mà công tố viên tin là những nỗ lực không thích hợp của ông để giúp đỡ cho bác sĩ Solomon Melkin ở Florida, là người đóng góp cho cuộc tranh cử của ông và cũng là người bạn lâu năm của ông. Ông Menendez đã nhân danh bác sĩ Melkin để can thiệp với những nhà điều hành quy luật liên bang về tội liên quan tới Medicare và trong một vụ đấu thầu của ông Melkin để thắng một hợp đồng an ninh hải cảng tại nước Cộng hòa Dominic. Ông Menendez sẽ là thượng nghị sĩ Mỹ thứ nhì đối đầu với sự buộc tội tham nhũng liên bang trong 20 năm qua. Ông nhiều lần phủ nhận làm bất cứ điều gì sai phạm và cho rằng bất cứ món quà nào ông nhận được của ông Melkin cũng đều là một phần của tình bạn thân thiết cá nhân từ hồi đầu thập niên 1990. Ông Menendez cho biết ông không có ý định từ chức và dự trù lưu lại văn phòng trong thời gian xét xử vụ kiện,
vốn có thể kéo dài nhiều tháng hay nhiều năm. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin và trình độ xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Kính thưa quý vị, trong dịp kỷ niệm 40 năm người Việt tị nạn, ngày 30 tháng 4, ban biên tập bản tin Hoa Thành Đốn sẽ thực hiện một chương trình đặc biệt cuối tuần kể từ buổi phát hình thường lệ tối thứ Bảy 4 tháng 4 2015 đến ngày Chủ nhật 26 tháng 4 2015. Trong 8 buổi phát hình của 4 tuần lễ này, chúng tôi cố gắng trình bày những nét tiêu biểu của người Việt tị nạn ở khắp năm châu, sự thành hình của các cộng đồng, tập thể cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, vai trò người phụ nữ Việt Nam, các chương trình giáo dục và bảo vệ văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích tại sao hai tổ chức văn bút Việt Nam hải ngoại và phong trào hướng đạo Việt Nam tại nước ngoài, hậu thân của Việt Nam Cộng Hòa vẫn được quốc tế nhìn nhận. Và sau cùng, hai nhà báo Nguyễn Văn Khanh và Phạm Trần sẽ kết thúc chương trình với nhận xét của họ về những bước thăng trầm trong bang giao Việt-Mỹ và vị trí của Việt Nam giữa gọng kềm Nga-Hoa. Mong quý vị hãy đón xem chương trình đặc biệt 40 năm người Việt tị nạn của bản tin Hoa Thình Đốn kể từ ngày thứ Bảy 4 tháng 4 2015. Kính thưa quý đồng hương, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng sẽ chính thức thăm Hoa Kỳ trong năm 2015 theo lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ. Người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ và khắp nơi cần chống lại cuộc viếng thăm này, xin ký tên kiến nghị yêu cầu Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ không mời Nguyễn Phú Trọng đến thăm nước Hoa Kỳ, đồng thời đặt nhân quyền là điều kiện quan trọng cho các cuộc thương thảo giữa hai bên. Cộng đồng Việt Nam sẽ tổ chức biểu tình để phản đối Nguyễn Phú Trọng được mời đến thăm Hoa Kỳ. Xin quý đồng hương hưởng ứng bằng cách vào trang web www.cdlbxk.org. Kế đến, bấm vào chữ Sign Now, ký tên ở phía góc bên phải. Tiếp theo, hãy điền vào tên, họ, email, rồi bấm vào Sign Now, ký tên. Mọi chi tiết xin gọi 407-927-0014. Trung tâm WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid, chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703-879-3750. Trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu và quý thân hữu đến tham dự dạ tiệc dạ vũ Hoa Anh Đào đêm không gian 2015 do Hội Ái Hữu Không Quân Miền Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức với chủ đề Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Sẽ tổ chức vào lúc 7 giờ tối đến 1 giờ sáng ngày thứ Bảy 4 tháng 4 2015 tại Hilton Alexandria Mart Center 5000 Seminary Road, Alexandria, Virginia 22311 với sự góp mặt của ca sĩ Ý Lan. Mọi chi tiết xin liên lạc Trần Kim Long 410-707-6 203 hay Nguyễn Minh Toàn 240-381-3627. Thông báo, cộng đồng người Việt quốc gia tại Salt Lake và vùng phụ cận sẽ tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương và tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2015 tại hội trường nhà thờ St. Thomas Aquinas, 1400 Sugar Road, Salt Lake, North Carolina 28213 với sự phối hợp của cộng đồng Việt Nam tại South Carolina, một chương trình đặc biệt để thực hiện để tri ân, vinh danh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Hoa Kỳ. Vào cửa tự do, ẩm thực miễn phí, mong quý đồng hương tham dự đông đủ, trân trọng thông báo. Mọi liên lạc xin gọi Thu Hương 704-607-7761, Hoàng Tịnh 803-389-8002.